tế, sau sinh cơ thể bạn cần được nghỉ ngơi và có chế độ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng phù hợp để mẹ khỏe con vui. Dù sinh thường hay sinh mổ, cơ thể của bạn cũng vừa trải qua một giai đoạn vất vả. Do đó, bạn nên chú ý các vấn đề cần kiêng cữ sau sinh để nhanh chóng hồi phục. Hãy cùng tham khảo ngay 6 điều cần kiêng cữ sau sinh dưới đây để ở cữ đúng cách nhé. 1. Không ăn mặn và kiêng khem quá mức. Một số bà mẹ mới sinh được khuyên ăn thức ăn khô và mặn như thịt kho tiêu, cá bống kho tộ, kiêng ăn rau, canh, nhất là đồ chua để da thịt được săn chắc. Thực tế, việc ăn thức ăn khô mặn cùng với chế độ ăn thiếu rau xanh có thể khiến bạn bị tăng huyết áp, táo bón, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vì thế, ăn mặn và khô không phải là ở cữ đúng cách. Bên cạnh đó, các mẹ cũng không nên ăn đồ lạnh, thức ăn lên men như các loại dưa muối hay thức ăn để qua đêm. Không ăn đồ sống nhằm hạn chế tình trạng nhiễm khuẩn hay ký sinh trùng gây bệnh. Bạn nên ăn đồ mới nấu, uống đủ nước. Tuy cần kiêng cữ sau sinh, nhưng bạn không nên kiêng khem quá mức vì dễ dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể, dễ nhiễm bệnh, thiếu dưỡng chất thiết yếu, ảnh hưởng đến chất lượng của sữa mẹ. Ngoài ra, các loại thực phẩm nên tránh kể trên, bạn nên có chế độ ăn đa dạng. 2. Không tắm nước lạnh hoặc bơi. Một trong những việc cần kiêng cữ sau sinh là bạn nên tránh tắm nước lạnh hoặc bơi nhằm hạn chế tình trạng nhiễm lạnh, nhiễm khuẩn, chuột rút. Điều này không có nghĩa là bạn phải kiêng tắm rửa sau sinh nhé, bạn vẫn phải tắm sạch sẽ với nước ấm để tránh nhiễm trùng hậu sản. 3. Tránh mang vác vật nặng. Một kiêng cữ sau sinh khác bạn cần nhớ là không nên mang vác vật nặng, không chỉ dùng đến cơ tay, khi nâng vật nặng, bạn phải gồng cả cơ bụng, điều này sẽ ảnh hưởng đến vết thương tầng sinh môn hoặc vết mổ lấy thai và vết rạch tử cung. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế dướn người, giơ tay để lấy đồ trên cao. Đây cũng là điều kiêng cữ sau sinh thường hay sinh mổ mà bà đẻ nào cũng nên thực hiện. 4. Tránh quan hệ tình dục sớm. Sau khi sinh, bạn nên đợi khoảng 6 đến 8 tuần mới quan hệ tình dục trở lại. Nguyên do là cơ thể cần có khoảng thời gian nhất định để hồi phục sau cuộc vật cạn tốn nhiều sức lực. Do đó, trong thời gian ở cữ sau sinh, bạn nên tránh quan hệ sớm để giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng, chảy máu vùng kín. 5. Tránh không nên nói to. Phụ nữ sau sinh thường mệt mỏi, nếu nói to nói giáng sức có thể dễ bị hụt hơi. Do đó, một điều cần kiêng cữ sau sinh là không nên nói to. Bên cạnh đó, bạn cần hạn chế xem TV và sử dụng thiết bị thông minh để mắt không bị quá tải. Ngoài ra, bạn không nên lên xuống cầu thang nhiều lần nhằm tránh trượt ngã. 6. Tránh căng thẳng mệt mỏi. Nếu bạn mệt mỏi căng thẳng, hormone gây nên tình trạng này cũng có thể đi vào sữa, tác động xấu đến bé yêu khiến bé khó chịu, quấy khóc, chậm lớn. Nếu việc chăm sóc bé và chăm lo việc nhà khiến bạn mệt mỏi, hãy cố gắng nhờ người thân hỗ trợ hoặc thuê người giúp việc theo giờ để bạn có thể có thời gian nghỉ ngơi. Vừa rồi là 6 điều mà mẹ bầu nên lưu ý trong thời gian ở cữ sau sinh. Cơ thể bạn đã mất khoảng 9 tháng mang thai nên cũng cần một thời gian để có thể hồi phục. Vì vậy, cho dù hiện tại việc ở cữ cũng đã có nhiều thay đổi không còn quá khắt khe, nhưng các mẹ cũng nên chú ý để mau bình phục sức khỏe nhất nhé.